Dạ, cửa hàng nuôi câu Huy Hoàng xin kính chào toàn thể các em quý vị các bác nhé. Địa chỉ cửa hàng tại thôn 8 xã Đắk Bút So, huyện Tuy Đức, tỉnh Đắk Nông, số điện thoại 0354392929. Vâng, thì hôm nay thì em lên cho các bác một máy cắt cỏ hiệu Honda 4 thì các bác nhé. Hãng cắt cỏ quốc dân rồi, GX25. Con này công suất của nó là 25cc các bác nhé. Đó, máy móc tình trạng thì bao zin nguyên bản 100%, chưa hề bung biếc máy móc gì cả. Cho các bác nhìn qua cận cảnh cây máy. Máy móc thì cực kỳ đẹp luôn nhá. Hàng này tự tay em đi lựa luôn. Đó. Lựa những con đẹp như thế này thì thật sự bây giờ trên thị trường rất là hiếm. Máy móc đảm bảo cho các bác, tận tay người sử dụng, hoàn hảo nhất có thể các bác nhá. Con này thì được tích hợp tum rời này. Đó, tum rời phù hợp với cho các bác nào mà thích độ chế thì có thể lựa chọn một em này nhá. Có thể tháo cần rời ra luôn, để lấy mỗi một cục máy có thể lựa độ chế rất là nhiều thứ. Đó, như là thuyền bè cũng như là độ xe đạp các thứ thì xài rất là tiện lợi luôn các bác nhá. Đó. Con này thì bộ tay ga của nó là tay ga đẩy này. Rin theo bản nguyên bản theo máy của nó luôn các bác nhá. Đó. Cần cái tem tiếc thì đầy đủ luôn này các bác. Đầu bò zin nguyên bản luôn nhá. Đó. Đầu bò còn zin luôn. Máy móc thì cực kỳ đẹp. Con này thì em đã dọn nổ ngon lành rồi nhá, cũng như là kiểm tra linh kiện. Tất cả đều hoàn hảo, chưa có gì bất kỳ sửa chữa gì cả. Đó. Và hiện tại thì con này thì em bán với giá là 2.700.000. Giá đã bao gồm phí ship và được tặng kèm phụ kiện. Bộ phụ kiện năm gồm 5 món là gồm típ mở buji, một tô vít chỉnh này, một dây đeo, một dao, một ổ phát cước các bác nhá. Đó, bộ phụ kiện của nó thì lên tới gần 100.000 rồi. Và hoàn toàn miễn phí ship các bác nhá. Hàng tới các bác cứ check hàng, kiểm tra hàng thoải mái. Đúng máy trên video thì các bác nhận hàng. Đó. Em cho các bác xem qua cái chế của nó nhá. Chế là chế zin nguyên bản luôn này. Đấy, máy móc thì đảm bảo cho các bác zin từ A tới Z. Đó. Hàng Honda chính hãng luôn các bác nhá. Con này thì đây, và bây giờ thì em sẽ test nổ luôn để cho các bác nghe qua tiếng động cơ của em nó sẽ như thế nào các bác nhé. Đó, máy chạy thì còn cực kỳ êm luôn các bác nhá. Rồi các bác nào ưng ý hoặc là chốt con này thì có thể nhấc máy lên và liên hệ trực tiếp của em, hoặc là có thể kết bạn hoặc là nhắn tin qua Zalo cho em. Số điện thoại thì em đã để trên màn hình rồi các bác nhá. Đó. Số Zalo thì em cũng xài số đó luôn. Rồi em chào các bác, hẹn các bác ở video sau.